Hôm nay trời mưa tốt quá, mình chắc cho cá ăn mới được. 5 minutes later. Ủa mẹ sắp môn cho cá ăn hả? Hai đứa con học bài xong chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi con đến ngày đóng tiền học rồi, mẹ cho con tiền đóng nha mẹ. Con không vậy nữa mẹ. Trời ơi, hai đứa con báo bất ngờ vậy, mẹ đâu có tiền sẵn đâu mà đóng tiền cho mấy đứa. Cá thì giờ còn nhỏ nữa, chưa có bán được đâu, lấy tiền đóng tiền học cho tụi con được. À, mẹ nhớ rồi, nhà mình có mấy cái nhãn chín, hay là mẹ để mẹ hái nhãn rồi mẹ bán lấy tiền đóng tiền học hen. Dạ mẹ. À, tụi con cũng cho cá ăn đi rồi mình đi hái nhãn hơn đó. Dạ. Linh xếp lại đây nè. Mẹ nuôi mấy cá này biết bao giờ nó lớn mình bán được đây cha. Thôi giờ mình đi hái nhãn bán mấy đứa ơi. Dạ. Nhãn chín thơm quá mẹ ơi. Mẹ hái rồi mẹ chuyền xuống mấy đứa để xuống bao nha. Dạ. Nhãn chín thơm quá Vinh. Chị bây giờ chị muốn ăn liền quá, thôi bây giờ mình trải manh xuống dưới đi. Trời ơi nhãn chín quá tay luôn Trang Vinh ơi. Trời ơi. Ê, để mẹ mẻ cái chùm này xuống. Ai tụi con thấy không? Nhìn mê không? Để mình kiếm nữa. Trời ơi ở trên đây nó chín gì đâu mà nó thối luôn mấy đứa ơi. A few moments later. Nhãn thơm quá sao con ăn được mẹ. Thôi Vinh đừng có ăn, để mẹ hái để bán rồi có tiền hang đóng tiền học cho tụi mình được. Dạ. Tụi con yên tâm đi, nhãn mênh mông lên, có cứ việc hái ăn đi con. Dạ. Mà ăn vừa phải thôi để nóng nha. Ăn là phải uống nước nhiều vô á. Giờ mẹ tranh thủ mẹ cưa xuống hết đặng hồi đi ra bán chợ 14 rằm á con. Người ta mua về cúng á. Con phụ lặt lá chứ mẹ đi Trang. Mẹ đến giờ con đi học rồi, bây giờ để con vô thay đồ nha mẹ. Con vô thay đồ đi con, mẹ lặt xong này cái mẹ chở con đi học rồi bán nhãn luôn nha. Dạ. Wow, nhãn này chín ngon quá hả Vinh? Trời ơi con phụ lặt lá với mẹ ngồi đó ăn không vậy? Rồi con trai mẹ phành vỏ ra mẹ bỏ nhãn vô đi bán rồi con. Chị Trang đi học rồi cho con bán phụ mẹ nha mẹ. Nhưng mà ra ngoài nắng bụi lắm con bán được không đó mà đòi theo. Con chưa vượt quan rồi. Thấy tội nghiệp con trai quá. Ok, đi theo mẹ ăn bữa đi rồi con sẽ biết thì sao phở đầu đi nữa. Dạ. Rồi đi Vinh ơi, để mẹ vô lấy cái cân nhỏ nữa, đi con. 1 hour later. Dán đây, có mua nhãn không? Này ra, đoạn trường con đem ra, không có bút vậy á. Này ra, hơn để chú 20.000 thôi. Chú mua hết không? Mua hết luôn không? Nãy ở nhà con tầm là 6 kg á. Vậy là con lấy hết cho chú là 120.000 nha. Để em học bài hả con? Dạ. Em đọc được không con? Được mẹ. Mẹ bán nhãn về mẹ còn mua sữa chua cho hai đứa con nè. Wow, mẹ mua sữa chua làm chi? Để dành tiền đóng tiền học cho tụi con. Chị Trang nói đúng rồi đó mẹ. Hôm nay mẹ thấy hai đứa thèm sữa chua nên nay mẹ mua cho hai đứa ăn nè. Dạ. Với lại hôm nay mẹ bán nhãn cũng có nhiều tiền lắm. Tại vì người ta mua thích nhãn của mình, người ta mua nhiều nữa. Giờ hai đứa chia sẻ sữa chua ăn nha. Dạ. Ủa mẹ đóng tiền học cho tụi con chưa vậy mẹ? Tụi con cứ lo ăn đi, mẹ đóng tiền học rồi tụi con khỏi lo nha. Yeah. Giờ ráng dành dụm để kiếm tiền cho tụi con ăn học, tụi con phải cố gắng học cho giỏi nha. Dạ tụi con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ. Con sẽ cố gắng học giỏi để cho mẹ vui lòng. Hai đứa con có ý chí học vậy mẹ cũng mừng lắm. Thôi hai đứa ăn một sữa chua đi nha, mẹ vô nấu cơm chiều nha con. Dạ.